Thưa quý vị, tối ngày 14 tháng 5, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Iapa, Gia Lai cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm. Thấy người cha bị điện giật ngã xuống giếng, ngay lập tức con ruột và người con rể leo xuống để cứu nạn, khiến ba cha con tử vong dưới giếng. Theo nguồn tin trên, các nạn nhân là ông k ba a sinh năm 1970, trú tại thôn Vong Bon, xã Chu Răng, huyện Iapa, tỉnh Gia Lai, anh r RMT sinh năm 1995, con ruột ông K3A và anh Niger sinh năm 1997, con rể của ông K3A. Trước đó vào sáng cùng ngày, ông K3A ngồi sửa máy bơm nước bên giếng đào của gia đình. Trong lúc sửa, ông K3A không may bị điện giật rồi ngã xuống giếng. Thấy vậy, anh Niger nhảy xuống giếng cứu bố vợ nhưng không may bị điện giật. Lúc này anh RTH tiếp tục xuống giếng cứu thì cũng bị điện giật. Nghe tiếng kêu cứu, hai người dân cùng thôn là anh Siêu Ca và anh R. -S xuống cứu và cũng bị điện giật, nhưng may mắn không bị thương tích. Cả ba nạn nhân sau đó được người thân đưa ra khỏi giếng, đưa lên trung tâm y tế huyện Iapa cấp cứu, nhưng đã tử vong trước khi tới bệnh viện. Hiện gia đình và người thân đang tổ chức tang lễ cho ba nạn nhân.